Ơi đây cô chú ơi, mẹ cây với cây mới vừa về tới nhà đây, đi cũng 3 tiếng đồng hồ mới về tới. Công nhận á, đi vòng 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 về hồi mệt dễ sợ, lâu quá không có đi nhiều vậy đó. Đây là những cái hộp đồ ăn mà Ngọc mua về được ngày hôm nay. Hỏi đất đi, này là hộp xà lách. Con nghe hộp xà lách. Đây là đang chơi tô màu đó cô chú. Đây là hộp nước súp miso súp. Rồi đây cho mọi người coi nè. Đây là cái hộp gọi là yaki udon, là mì udon xào chung với là thịt gà. Trong đó có ớt chuông với lại zucchini là bí ngòi, với lại bắp cải. Còn này á, này là cơm, thịt bò. Đó, có nhiều thứ mày lắm. Cơm, thịt bò với lại có cái bông cải mà chiên giòn. Rồi có hành tây mà chiên giòn. Nói chung là lúc mà đi làm là hay qua kêu cái phần này nè. Tại vì ăn được nhiều cái, có thịt bò, có cơm, có được mấy cái này chiên giòn. Rồi kế bên có được mấy cái sushi. Rồi ăn tráng miệng có lát cam nữa. Giờ cho Trang ăn miếng cơm nè. Giỏi. Ngon. Ngon. Ngon cho cô chú coi. Thịt bò này ngon, thịt bò này. Chay, ăn miếng thịt bò này ngon lắm nè con. Để mẹ cắn miếng rồi con ăn miếng nhỏ nha. Ủa, cái này gân. Thôi gân để mẹ ăn đâu. Thịt bò ngon. Ừ, rồi, rồi. Để mà lấy kéo mà cắt cho chay nha. Cơm không? Đói bụng rồi phải không? Dạ, không ăn nữa. Không chơi này nữa phải không? Dạ, ăn kìa. Tôi biết mà, tôi biết đói bụng mà. Ông. Nè, ăn miếng cơm bự vô cho cô chú coi coi. Đó, cô chú thấy chay giỏi chưa? Bây giờ mày cắt thịt bò cho chay nè. Thịt bò ngon á, mày cắt cho chay. Nó ăn được cái gì cái là mừng hết lớn luôn. Đó, thịt bò này ngon lắm chay ơi. Bò này ngon một cách được gọi là cái tiếng Việt. Mẹ con gì á, con gì á, mẹ ơi con gì á. Mà với con gì này, mấy cái trái thông á, ở trong mà nó rụng xuống từ cái trên nó rụng xuống á con. Đây nè, ăn mấy thịt bò cho cô chú coi nè. Ngon lắm à. Để ra chút mày chơi, chút mày chơi. Thịt bò sốt với lại nước sốt teriyaki. Ngon lắm. Mấy bò nó con à, giỏi. Giỏi quá. Ôi đúng rồi. Kẹp theo miếng cơm nữa nè con. Kẹp theo miếng cơm nữa nè. Thôi ăn thịt bò không chứ đi. Thôi kêu kẹp vô miếng cơm nó nhả thịt bò ra. Con này như vậy đó. Ăn xong đi rồi ăn cái khác. Mình làm đi cơm chị. Ăn cơm với thịt phải không? Mày cắt miếng thịt bò ra cho. Gì lắm. Hạnh bực. Mình thịt bò vô. Đúng rồi. Thịt bò mà. Cơm thịt. Muốn cơm thịt phải không? Cơm nè, thịt nè. Đó, ok. Thịt con cháo. Đây lên. Đó, giờ cô chú coi thợ máy sửa nè cô chú nè. Tự nhiên chạy vào vô cái lấy này á hả, mở ốc vít đồ ra là sửa máy sửa đồ. Ha, nó ba nó mua cho nó đó, lâu lâu là nó không có chuyện gì làm là nó cứ lấy đồ ra nó sửa rồi vậy kia vậy đó. Nó gỡ ra xong mới gắn vô coi kìa, coi nó kìa. Thợ lành nghề chưa? Phải vậy, thợ sửa máy là mặt mũi tay chân là phải lấm lem bùn lầy nha cô chú. Xong chưa? Dạ. Còn cái con ốc này ở đâu? Hết rồi. Hả?
thợ thợ là phải tay chân là mặt mũi là phải vậy đó. Cái này đi đâu mẹ cũng không biết luôn á con, chắc đi đây quá không có đâu rồi. À, đây nè không đi nè. Ủa không được, không đúng. Ủa chưa, đâu mới đúng, mẹ đâu có biết đâu. Không đúng mẹ. Con lấy ở đâu con nhớ không? Dạ. Hay vậy, nó lấy cái tay nó dặn ra rồi cái nó mở ra rồi là kia nó làm y chang thì. Dở ốc ra cô chú, dở ốc ra đó. Sửa máy, cái máy, cái xe đang bị tắt máy hả chị? Dạ, sửa máy này em còn. Còn không? Con. À con đèn ok. Hết pin rồi. Hết. Ồ hết pin rồi, vậy là hết pin rồi. Vậy hết pin rồi. Mà pin này nó hết pin rồi. Chay bây giờ nó có cái này hay lắm nha cô chú nha. Ngọc mà cầm điện thoại lên á, đây nè coi. Hết pin rồi, dặn đang sửa đi. Happy hả? Dặn ra hả? Không dặn. Chứ sao con muốn mẹ giúp gì? Giúp này. Giúp mở này ra hả? Dạ. Mẹ đâu biết mở này ra, con phải mở cái này ra con mới gỡ được. Đó, phải gỡ ra. Đó. Rồi. Lấy đèn ra đi. Đó, lấy đèn ra thay đèn đi, sửa đèn đi. Nó bây giờ nó hay lắm nha. Rồi dặn lại. Đường kia, đúng rồi, dẫn vô, đúng rồi. Bây giờ mà Ngọc cầm cái điện thoại lên Ngọc quay video thì nó biết Ngọc quay video để cho Ngọc quay. Còn mà Ngọc cầm điện thoại lên mà Ngọc không phải quay video mà Ngọc có thể coi Facebook hay là check trả lời tin nhắn mọi người cái là nó nói mẹ bỏ điện thoại xuống, không điện thoại nữa, bỏ xuống, nhìn thẳng như sao. Cái Ngọc nói thôi bây giờ mẹ cầm điện thoại lên mẹ quay con cho cô chú coi cái nó dạ. Mà nó biết Ngọc cầm Ngọc làm chuyện khác là nó không cho làm. Con thấy nó thấy tội nghiệp lắm. Mẹ không điện thoại nữa, bỏ điện thoại xuống. Chơi con. Ok. Giỏi. Rồi bây giờ gắn cái này vô. Đó, nó sửa được hai cái đèn sáng này cô chú thấy hay chưa? Ủa, cái này hư rồi. Cái này hư nữa rồi. Mẹ làm hư nữa rồi mẹ xin lỗi chay nha. Trời ơi đúng rồi. Quay qua đúng rồi. Thợ này cô chú mà ai mà có xe hơi nào hư rồi đem kia đem cho thợ chay sửa nha. Đây sửa, mẹ sửa. À, con gắn vô ốc vô đây đi, gắn ốc vô đây đi. Gắn ốc màu đỏ vô. Màu đỏ này. Đúng rồi, nhận vô. Lấy tay dặn vô đi. Cái đó làm không được hả? Ok, rồi lấy tay làm. Nó nói cái đó làm không được, lấy tay làm. Thợ công nhận hay ghê em. Thợ làm okay, làm sao mà chân tay được. Mẹ kia. Ra chân. Rồi xong rồi, hay quá. Bao nhiêu tiền á, cho tôi trả tiền đi. Không, từ từ hả? Ba nó mua ra rồi, chút nữa nó gỡ bánh xe ra nữa xong mới gắn vô lại. Ok, tốt. Mà cái này á, Ngọc thấy chơi cái này á, là cho cái trong hình mà để chơi mấy cái này là mấy cái đứa nít nó lớn tuổi lắm kìa. Nó cỡ rồi hả? 6-7 tuổi, 7-8 tuổi kìa mà sao con này ba nó chỉ nó. Ba nó chỉ đằng cái đó biết cỡ ra gỡ vô nó biết sửa luôn. Chứ cái này là phải lớn mới chơi được chứ nó mới 2 tuổi rưỡi. À quên, chơi 3 tuổi rồi. Nó 2 tuổi rưỡi người ta cười á. Nó 2 tuổi rưỡi mà già vậy. Không mốt là chơi là già được cô chú khen là già y chang mẹ nó luôn á chơi không. Mẹ nó già sao là nó già y chang vậy đó. Ok sao? Không mà kệ chơi ha. Không được. Này, em... Dài vậy chứ đỡ bị ăn hiếp. Ngu ngơ. Hiền quá bị ăn hiếp chứ lắm nha. Thôi tắt đèn đi chứ hồi đèn hết bình giờ á. Đèn cứ mở lên hoài là hết bình luôn á. Tắt đèn đi. Không tắt đèn thì không hết pin. Hết pin. Còn pin mà. Không được tắt cái này.
Đó cô chú ơi, bây giờ chay đi ra ngoài chơi nè cô chú nè. Hôm nay là ngày lễ bên này nên rất là đông vui. Quá trời đồ chơi luôn. Bà không ngủ trưa luôn. Tối nay cho bà đi ngủ sớm. Bơi miết luôn, ngày nào cũng bơi bơi. Bơi. Cô chú quay quay bơi quay bơi cho cô chú mà cô chú coi ngán luôn á. Toàn là bơi không à. Mùa hè làm gì giờ bơi với lội, còn mùa mùa đông ra dọc 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 tuyết. Chạy đi. Did you say hi to mommy? Con Ngọc nói là chay, con có nghe chào mẹ chưa chay? Chứ nó chào. Chay tắm nữa rồi cô chú. Tắm nhảy biết luôn. Now your mom's watching, so you got pressure. Watch the whole thing. Okay. Mom. Are you okay, Jaden? Did you get too much water in your mouth? One, two, oh. Hey, jump! Yay! You did great. Okay, let's see, Jay. Go, go, go. One, go. Two, three. Uh-oh, you okay, baby? Too much water. Okay, you okay? Got it? Ho mà cũng châm. Ho mà cũng châm. Right. Ướng ngăn ba thiệt cái nha. Coi 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 coi. JD, are you done? Are you done, JD? Over by daddy. Cough hard, honey. Cough hard. Yeah, it happened. Are you okay, JD? Yeah, JD, are you okay? You wanna go up? You're brave, girl. You wanna go up here? Okay, go up. She's tired. She didn't take a nap today. That's why.